Cua à? Chưa bạn ơi. Mình nhìn cái này. Hất lên, hất, hất, hất. Đè, đè lên cái mình nó đi. Trời ơi, ôi, con cua. Khủng bố con cua. Lấy gồng đất. Ôi dồi, con cua. Mẹ quá. Ôi, con này lấy vốn. Với cụ dây buộc. Trời ơi, lịch cắn kìa. Trời ơi. Đã đau không? Nó cho mớp cái tay luôn kìa. Cái này đau. Chứ coi bằng tay đây. Mớp cái tay luôn rồi. Chứ cắn luôn. Xin chào mọi người, bữa nay mấy anh em đi tập trung đi Mò Lịch mọi người. Bữa nay đi theo hai anh hai với anh ba. Đi mà anh đi Mò Lịch bữa nay mình đi theo mình quay ông thử rồi tình hình cái bữa nay đường xăng nha. Mọi người theo chân mình đi mò nha. Anh hai thương với anh Ba Mính ở vùng này là ảnh thục cũng không có thua ai mọi người. Đừng chứ nhỏ quá không? Có được rồi. Quá trời con lịch ta. Cũng trọng, cũng trọng. Đây nè, mò đụng hang không rồi. Cái tình hình sao đây? Nãy giò luôn. Giò hai đi không? Hả? Bố bố bố. Hàng ngửi quá bự rồi. Cứng quá. Cái nước ngọt con cái nó lên lại liền tới 2 triệu. Đã quá. Quá dữ rồi, quá dữ rồi. Hàng chạy dài cỡ khoảng 4-5 mét luôn. Kia là mò mất hàng hết trơn rồi, lại này có không nhau? Còn hàng bóng. Ê, đó đâu vô đó đã. Ông cái tay dưới này coi. Đó, ổn kinh đó. Trời 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 trời, dữ vậy, dữ vậy. Quá dữ ơi. Ép cái chân luôn. Vô đây. Vô không? Vô. Quá. Thằng to hay được to là to, đúng một con coi. Nãy giờ tôi cũng nằm ở ngoài hàng bóng lắm. Ô, bộ. Bộ quên hai tay. Đúng không? Đi hung luôn coi. Chị nó chạy vô lên á.
Sao chạy lên được? Khô eo chả. Bên này còn hàng nữa sao? Chưa ra đâu, nó ở trong bụng bên này nó chưa ra đâu. Có. Sao làm cái ọt gì ta? Như này, như này. Ủa? Bữa nay nè anh ba, đi xin cho đứa tôi. Có cái nè. Ngoài dư rồi. Ở đây, nó ở đây nè. Hả? Nó đây. Anh giữ cái hang cũ hôm nay là cây này. Đó, bỏ lại tao. Hết hẳn không? Rồi. Này phải không? À. Ôi, chắc cái từ 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 cái. Có hàng vô không? Cặp gá không ơi. Đụng lan á, đụng lan. Gá hả? Đang lại được giáp tay chưa? Nè. Vô. Hết thủ hang lỏng tay rồi. Đã rồi. Cho con hang rồi. Hết rồi. Đừng vô hang cua. Con hớ còn dài dài đẳng nữa. Ừ, cái gì khó. Tiếp. Đúng rồi, đúng rồi. Đó ở đây nè, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Quá chạy lên đây. Ừ, rồi, cứ đụng đại đi. Đại không? Đại, cứ đụng cái đuôi nó rút lại đó. Đúng. Cứ ấy đi. Đúng không? Đúng đuôi chưa? Nãy đụng nó rút cái đẳng rồi. Quá trời luôn mày. Đập bự ghê. Rút cái đông tiêu trời. Đi nha. Ê, còn. Vô hả? Dít à, dít luôn. Trời ơi. Hèn chỉ cái hang của nó. Nguy hiểm này, nguy hiểm. Trời ơi, dương quá. Đập bự luôn. Hết rồi. Lần được 3 rồi. Theo hai bộ bình. Ừ vậy gì vậy? Bò lên đây hết trơn rồi nè. Kiểu nào mà đợt tay đụng tay nhau chứ nó không ra ta. Không, nó đi bà cái rồi. Nó không vô hang nữa mà nó đi lẻ. Mọi người thấy thuộc một con lịch cây chua không rồi. Con này có nè, đăng thằng nó quá. Bắt được một con này quá đã. Quá lén. Con con lịch kia. Ăn gì à? Chán 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 rồi. Ừ. Nó phải nó ăn ngậm ngàn. Dí dí thằng này đi. Ngon, cục đi. Cục đi, cái đó được rồi. Cục cái đó hết hang được rồi. Không có gì kia. Lấy coi. Đâu? Dịch dịch nước rồi đó. Cục đại mạnh đây coi nó lại không lại bò. Chụp nữa chơi cái giò luôn. Không lại. Bỏ đây. Không đi xuống. Lỡ hết rồi. Rồi coi cái hành này là nó ăn cái kéo lên nó lại rồi. Nó đi tập tầm hòa. Không. Ông sọt vô đây hứng ăn vừa lấy đây hả? Lại hả? Ăn vừa lấy được. Có nghe, đây nè. Phải không? Rồi. Vừa lấy đây nè. Rồi. Đổ, có hàng nè. Úi da, đụng chưa? Nhớ chim lò thêm mấy cái hang cũ á. Nó có, nó đi đất liền ra đụng giòn. Đi ngu không đúng giúp chân gì đó. Không động nước luôn. Đó. Nó ra không động luôn. Kìa. Ây da. Tí. Chúng ăn lên đi.
lên bờ kiểu con nổ. Nó đi ngay đẳng đó. Đi nữa hả? Sao không không giáp? Đi chơi. Quá căng thẳng. Đi chỗ này nè, này. Đừng ném dưới nó chạy xuống. Dễ. Tay rất giò. Động ra động chưa? Động nước rồi đó mà không có gì hết. Trời. Ôi trời, hang đảo luôn. Cái đây là hết 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 đường đi rồi. Hả? Buông nó tầm nữa. Làm như có quẹo đây hay gì nè. Ngon lắm hả? Không dữ lắm. Đây nè, trời ơi, hai cái thật đây nè. Tới đây là cùng luôn nè. Đây có cái bùng binh. Cho tôi ra. Ra mấy cái lỗ này nè. Đây. Cái trong góc rất là mòn. Không có ngang. Tay nè, cái bùng binh nó im hết biết. Có rồi phải không? Ừ, đi. Rồi, thông đi, thông đi, thông đi. Cái này nó cứng cho ta không nổi nè. Ừ. Hai cao thủ. Giật nước rồi đó. Hả? Giật nước rồi. Thì có đó, cứ ăn rồi lớn đó. Ủa, đó là bóng gì vậy? Mẹ sao đâu, điểm xuống trời. Có không? Có không? Có rồi. Chùa là hồi nãy cứ bích được này không? Có chừng nó còn hang vô đó. Đây này. Hết rồi, để nè, ngay chỗ này nè. Để tao tầm còn hát vô không? Hết rồi, cái cụ cũng rồi. Cùng đường thì nó thấy lên. Cùng đường thì nó thấy lên. Má nó cứ cỡ sâu quá trời sâu luôn. Phải có cái kẻ mới được. Cái kẻ nó cứ ngắt thì cũng thua nó luôn. Đó, nó nhít rồi đó. Rồi, không có gì hết luôn. Tìm từ cái tay mày đó, ấy lên bên đây nó giáp bên đây à. Tìm một cái con lỗ nhỏ thôi, lỗ bằng tay út là nó lên đánh. Bạn tay út coi tìm chắc tính tìm được nó cái chắc cứu là có đi đường nào bởi không bởi ra cái hàng bốn chứ nó chắc cứu là có được đi đâu hay trời. Trời ơi. Ồ, con này cũng đỉnh à. Quá trời ngợt này. Tám con thì cũng nhiều lắm rồi. Đụng đôi, đụng đôi, dính chưa? Bự không? Ôi ôi. Hay quá. Hết hồn. Ngay cái hang của ổng nó nằm cái đuôi đủ đuôi. Là tôi rửa cái tim đi. Nó đâu có chạy tay tao được. Hết hồn. Quá phê luôn. Đẹp. Ờ dưới cái nó đó đó hết rồi. Chịu yêu. Anh đâu có sợ nó. Anh hai có tay cho anh được kìa.
rồi nó nhúc nhích nước rồi đó. Đại lại đi. Ủa, láng quá nghèo. Láng quá nghèo. Hước vô đi. Lỡ rồi, không lỡ rồi. Rồi hết. Rồi giáp rồi. Vậy là nó ở dưới đâu rồi? Vậy ở này nè. Rồi dưới là hước rồi. Hút đổi nó hay gì đó. Ủa, đi ra. Ở đây. Ra không? Rồi. Hú ngoài này ra đất liền. Ra đây. Ra đây nè. Sảy con lịch mình nó lại ra đá rồi. Ra đá cho đang hai anh đang đạp. Hy vọng là cái giò đạp lưng. Đạp lưng nó chướng cái giò gì đâu. Ảo hội tuyệt chức sát thủ. Tám ảnh hai chàng mọi người. Cua à? Ở đâu vậy hay vậy? Nè 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 nè. Hất lên hất hất hất. Đè đại lưng của mình đó đi. Trời ơi, ôi con cua. Cua quá. Khủng bố con cua. Quá xa con cua luôn. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Lấy gông đất. Ôi dồi con cua. Mẹ quá. Ôi con này lấy vốn. Cái cụ dây buộc. Quá chẳng cô bự nữa. Sao như chưa? Bự chắc luôn. Không dây. Làm sao? Không có gì mà cắt cho nó kìa. Bất cả đi. Cũng bố con cua. Hai bà cộng mới được, hai bà cộng mới được. Khủng bố con cua. Mềm không? Ừ. Trời ơi, con cua này cỡ nhiêu ta? Ngược tí. Ừ, hai cộng mà đừng cái thấp vậy. Cho nó dài. Quá xa, quá xa. Cái gan không rồi. Con cua chỉ là dám mà mình không hốt luôn. Kẹp mấy kẹp trời ơi, đắng quá vậy đó. Vậy cái bông nó trắng lên hài bông nó bay á, dây cốc càng à? Không phải vậy, nó bay bông tới đâu đó. Nó bay như bông gòn vậy. Đó đó. Dạ. Bé à, bé à. Dưới nước đó, trắng. Ở rừng láng chứ rừng nước mặn nhiều lắm. Thì đó, nó thì lúc mà tháng hạn là nó bông như bông gòn, nó đầu cái gió thổi nó bay tới đầu cái lò cái tạt nó ra tay dưới đó. Cục được không? Phải tiếng Anh nè. Bộ công an. Rồi. Con ta nó cứ gồm nó không xác. Ôm được. Cái buộc đỡ đi. Đỡ đi. Cái buộc phía sau được không? Dính đi. Cái thằng kia nó mua cái cọng nhiễu không? Nó chơi nó buộc cái càng này lại nè. Buộc hai càng nghiêng. Buộc cái cọng thông á. Hai càng nghiêng. Dính nè, dính. Rồi. Dạ, chua ăn nha. Chị nó gãy cái bọc cái rồi xong. Được. Không gãy đâu. Từ từ. Vậy cái dây này cũng không đỡ. Rồi con cầm gì mày đi đi kiếm dây mà buộc đi, trói đi. Cầm không sao đâu, nó cũng. Để cầm đi, nó hết đấy rồi. Nhớ cầm này đừng cho nó bung ra đó. Ừ. Đó. Hồn cua nặng dữ. Đỡ tí nữa tí. Quay cua này không hết mạng. Thấy là ăn mấy cua. Ồ, ngập lỗ mũi luôn. Trời ơi, cũng được. Ê, sao nóng cái đuôi mày hả vậy? Sao? Nóng mà. Bấm sảy như ngày hôm qua sao? Ông qua ông cũng nóng gần cái đuôi chứ. Trời ơi, nhỏ hết. Bóng hoàng lộng lên nè. Được không? Chắc hàng mới bắt quá. Bấy, hàng bự. À, con lịch nó nãy nằm trên mặt đất.
đi đứng nhất nhất này cũng được mà. Đây đụng đụng đục ổng lên. Nằm dưới đó rồi. Đá xin. Đá xin móng vợ nè. Ơi, qua đây, có hàng nè. Chọc chọc coi, thấy không? Khoan khoan khoan, để tao đang theo không? Ngập lỗ mũi con. Nước sâu quá ngập lỗ mũi rồi tầm hàng mồ hôi ổng ổng ổng. Ổng dính không? Quá này động quá chắc tiêu luôn. Nãy bị bắt bên đây nè. Trời ơi, lịch trắng kìa. Thôi. À, đau không? Cái da ướt đó, đụng lên cắt nha. Quá. Nó cho móc cái tay luôn kìa. Hay nào. Chơi coi bằng tay ơi. Hả? Mớp cái tay luôn rồi. Chơi cắn luôn. Ồ. Nó hiểm quá. Quả đã. Mà rớt rồi à. Dạ, chắc cho cái chục ngoài con ngoài cũng hơn tí là. Không lẽ ta ổng ra đây nữa nè. Khùng nhào quá liền hả? Ừ. Nhiều từ tới đó. Ôi trời nó hay dữ vậy trời. Hết hai rồi nó chung vô. Cái dấu à. Cái dấu vào bấm sâu vô. Có lỗ đi cỏ. Ừ, còn cỏ bả trong đó. Kẻ ra hả? Kẻ nằm ngoài đây hả? Kẻ vô trong á. Vô mặt trống. Hết đi. Mé ngoài này xịn hết xịn nè. Chẳng không vô. Kẻ vô cái bờ. Ở đây, đây. Thôi. Thành quả của bữa nay rồi. Đúng rồi. Nè. Bịt dần cháy luôn á. Cháy luôn. Ừ. Cái này. Biết không? Ừ. Cái này cỡ ký gửi không? Cái chắc hơn ký gửi luôn á. Thôi, ký gửi đi. Nè. Ồ. Dần cháy luôn. Bây giờ chuẩn bị sơ chế chế biến món ăn. Làm. Ồ. Cái con này nó dần cháy luôn ta. Giữ ổn nha. Cái gì dừng lại nè. Quả tài luôn. Màu dữ luôn rồi. Đó chứ nè. Mình mũi giờ. Có đường không? Đang xanh quá. Thơm. Có chịu quá rồi. Nó chưa bẩn cái hương đâu nữa. Trà cái nồi này dữ lắm. Nồi ra quán mua 300 ngàn nó chắc mua được hết ha. Ai bán? Lịch không rồi chưa chế biến là lịch tươi là 300 rồi. Quá sao bị bột bột luôn. Thơm nứt mũi. Nứt mũi luôn. Giờ mình bỏ rau vô. Đây là rau hổ. Rau hổ này
đầy dữ. Gieo, gieo. Xíu nó quét xuống. Anh em mà làm cái mơ giờ nha mọi người. Bây giờ mình đến cái giai đoạn tận hưởng nha mọi người nha. Quá đâu ngủ quá ngon ngọt quá. Nó đói mà cứ cỡ này ăn tì quá. Quá ngon luôn á. Tao đi lấy 6 lòng bìa của Vương Hoài. Nhất tập mọi người đấu quá làm hết chán luôn rồi. Ừ. Chán đi. Vô ngủ thì là vô ngủ nhà nè. Cái này ở giữa đồng mới phải là qua trong nhà là mình bỏ thêm cái cúc dừa nó là không có gì bằng luôn rồi. Nói gì? Cái cúc dừa là ngay sách luôn. Bây giờ có gì vậy? Thì có gì chế biến nó chứ không có nước cốt dừa cũng ngon mà. Anh nào cũng rồi nha. Mấy con lịch bự á. Quá ngon. Mấy con lịch bự nãy xảy đó. Chắc nó trẻ á. Ừ. Rồi nha. Bỏ xuống nó lịch sử giúp đây. Rồi cái thành quả mấy anh em tận hưởng nãy giờ cũng no nê mọi người, cũng hết nửa đường rồi đó nha. Thôi hai hai anh em vô cái đi rồi mình tự giả mọi người luôn. Bao nhiêu? 8. Rồi xin tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người gặp lại clip sau. Bye bye. Cảm ơn. Biệt.